Trần Hưng Audio xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay bên Trần Hưng xin giới thiệu một bộ dàn âm thanh karaoke gia đình. Giá thành là 13.700.000, tặng đủ dây jack cho anh em nhé. Đây là toàn bộ dây jack xịn. Thì bên Trần Hưng kết hợp cả hàng bãi và hàng mới vào với nhau để cho giá thành nó hạ xuống. Thì bên Trần Hưng ghép thêm một con đẩy ETC 825 công nghệ Mỹ, sử dụng 12 sò, giá 2.800.000, và một con idol 100 giá 1.300.000, 1.300.000 hàng China nhé, và một con vang cơ T9 cao cấp hàng có vỉ chống hú giá 1.500.000, và một bộ mic không dây hàng Toji ACT 3000 giá là 1.600.000, và một cặp B3 hàng nhập China nhé, giá 6.500.000. Con này bát kỳ lực luôn, đánh rất lực. Thì bộ dàn karaoke này với giá thành 13.500.000 cực kỳ hay luôn, cực kỳ hay anh em nhé. Anh em hãy xem và đăng ký kênh cho Trần Hưng. Bên Trần Hưng rất nhiều mặt hàng, hàng bãi, hàng mới. Thì Trần Hưng ghép cái con đẩy ETC hàng bãi và bộ mic không dây Toji ACT 3000. Nếu mà bộ mic này, nếu mà anh em bỏ ra số tiền mua mới thì nó cực kỳ đắt luôn. Giá thành của nó từ 4.500.000 đến 5.000.000 đấy. Và con đẩy cũng vậy, con đẩy nếu mà hàng mới thì rất đắt. Thì trên đây thì Trần Hưng kết hợp với hàng bãi và hàng mới với nhau. Thì con vang cơ T9 là hàng mới. Con này tiếng e cho rất hay, chống rú rất tốt. Và con idol giúp nâng tiếng nhạc và tiếng mic. Đấy, thì Trần Hưng sẽ test thử cho anh em nghe nhé. Một đôi B3 bát 30 hàng nhập China, bát xịn, củ kèn xịn anh em nhé. Chất âm cực kỳ hay, anh em dùng gia đình phòng 25-30m², chỉ cần một đôi loa B3 này là đánh rất hay rồi. Bây giờ Trần Hưng sẽ thử tiếng mic nhé. Đây là dòng mic Toji, bên Trần Hưng còn rất nhiều, còn hơn 30 bộ dòng mic Toji này bên Trần Hưng bán với giá là 1.600.000. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Anh em thấy không? Tiếng mic rất trầm ấm, tiếng mic rất hay, tiếng mic rất hay anh em nhé. Thì Trần Hưng bán với giá thành một bộ dàn karaoke gia đình là 13.700.000, tặng đủ phụ kiện dây jack cho anh em về chỉ cần cắm là dùng. Anh em hãy đăng ký kênh cho Trần Hưng để cập nhật liên tục các thông tin mới về mặt hàng bên Trần Hưng nhé. Trần Hưng có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực karaoke, thiết bị âm thanh. Thì Trần Hưng ghép với một bộ âm thanh hàng bãi và hàng mới với nhau để làm sao cho giá thành nó hợp lý, có thể anh em nào cũng chơi được. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. Cực kỳ sắc nét anh em, cực kỳ sắc nét luôn. Thì Trần Hưng đã ghép con idol dưới con vang để nó nâng cả tiếng mic và tiếng nhạc lên. Và con vang này chống cũng rất tốt. Một bộ dàn karaoke cao cấp như thế này đáng để anh em chơi. Thì anh em nào có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với số của Trần Hưng là 0972 951003. Dòng B3 bát 30 thực chất luôn. Và bây giờ Trần Hưng sẽ hát thử một đoạn để cho anh em nghe và đánh giá bộ dàn karaoke giá thành 13.700.000 này nhé. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới.
đợi chờ vàng hôn lên làn nóng, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tinh tú trời cao thành phương niềm sao, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Quyền quý đẹp nụ cười quân nhân vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, trong hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chấp đôi anh dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa, anh kế lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đấy, rất tuyệt vời nha, rất tuyệt vời nhá, tiếng mức cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, giá thành 13.500.000, anh em có thể sở hữu một dàn karaoke cao cấp, cực kỳ cao cấp luôn. Anh em có thể nghe nhạc, hát karaoke, chơi nhạc sàn. Anh em nào có nhu cầu hãy đăng ký kênh Trần Hưng nhé, ủng hộ Trần Hưng, subscribe Trần Hưng nhé, để anh em nhiều người biết đến. Trần Hưng thì cũng mới vào YouTube bán hàng thôi, thì mong muốn cho anh em là ủng hộ cho Trần Hưng. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của Trần Hưng nhé. Trần Hưng xin kết thúc video ở đây.